trị liệu giảm đau, thư giãn tại nhà. Với đệm xông ngải cứu cao cấp, có tác dụng ôn kinh thông lạc, ích khí hoạt huyết, trừ hàn chỉ thống, thăng dương cử hạm, bổ hư cố thoát. Lõi đệm được làm bằng inox 304, chống dỉ xét, dễ dàng vệ sinh. Trị liệu các chứng bệnh viêm quanh khớp vai, đau cơ lưng do lao động, đau lưng mỏi gối, thoái hóa cột sống, lồi đĩa đệm, đau bụng do lạnh, ho suyễn, liệt mặt, đau bụng kinh và nhiều chứng bệnh khác. Bên trong là khung gỗ huỳnh đàn, có thể chịu lực lên đến 150 kg. Bên ngoài là lớp vải gai thun, giúp thoáng khí và giữ ẩm. Mọi chi tiết xin liên hệ 0961182680. Xin nhắc lại 0961182680.